Rồi, xin chào các bạn. Rồi, mới vừa vừa gắn tên lên là đã có anh chị vào rồi. Chào bạn Khánh Võ nha. Chào bạn Phạm Văn Chiêu. À, chào bạn Chiêu Việt. À, cảm ơn Phạm Văn Chiêu nhiều nha. Ok, hôm nay cuối tuần ha. Và cũng là bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ có một ngày mới vô cùng tuyệt vời cho tuần mới. À, chào bạn Nhi Lê. À, thì không biết ngày hôm nay các anh chị và các bạn có câu hỏi nào không thì hãy đặt câu hỏi cho Huy ha. Và ngoài ra thì ngày hôm nay cũng có một cái chương trình nhỏ để tặng cho các anh chị ha. Thì cuối buổi thì chúng ta sẽ có buổi tặng quà và bây giờ chúng ta gặp nhau để trao đổi những cái điều chúng ta cần hỏi han với nhau. Chào bạn Hoàng, chào bạn chào anh Thống. Chúc mừng anh Thống nha, tuyệt vời quá. Hết dịch là phải đi xuống anh Thống ngay mới được. Chào anh Bùi Cảnh. À, chào anh Trần Nhí, chào bạn Quang Tuấn Stream. À, cảm ơn bạn. À, cảm ơn bạn Hoàng Lê Minh. Rồi, rất là nhanh chóng là 23 bạn theo dõi trong buổi tối ngày hôm nay. À, trên cả hai kênh ha, không biết lên kênh kênh YouTube để được bao nhiêu người. À, YouTube chúng có 8 người thôi. Rồi, chứng tỏ là fanpage lên tới 20 người, rất là nhiều các bạn ha. À, chào anh Trường, lâu quá mới gặp anh. Chúc anh sức khỏe. À, chào bạn Ngọc Hồng, chào bạn Nguyễn Hoàng Tấn. Rồi, chào bạn Lê Văn An. Huy xin giới thiệu là anh Dương Văn Trường là cái người nuôi tôm cũng rất là tuyệt vời tại ở Thanh Hóa các anh chị nha. À, các anh chị nào ở Thanh Hóa muốn muốn chia sẻ giao lưu vấn đề nuôi tôm ở Thanh Hóa thì liên hệ với anh Trường, Dương Văn Trường. Rồi, chào bạn Trần Nhí, 14 ngày diệt khuẩn được cho anh, được rồi ha, diệt được. Trần Thịnh, rồi xin chào bạn, chào Thắng Hà, chào Nguyễn Tuấn, chào bạn Thanh Tâm. Anh cho em xin quy trình nuôi thẻ thẻ công ty. Rồi, bạn muốn xin quy trình thì hãy nhắn tin Zalo cho anh Huy nha, 0913753025. Anh Huy gửi cho cái quy trình. Thì ở đây là Huy có một cái quy trình đã soạn sẵn ở đây, nếu mà bạn cần gấp, quy trình đã soạn sẵn, cái đây gọi là sổ tay. Huy đang có một cái phần file mềm ở đây rồi này. Đấy. Đây Huy có cái file mềm ở đây. Đây gửi cho các anh chị ha. Đây cái file mềm này nó có sẵn này, từng trang một ở đây. Đây các anh chị nào cần gấp thì Huy gửi ngay liền cho các anh chị qua Zalo ha, để các anh chị đọc. Nó là file PDF. Còn nếu các anh chị muốn cần cái sổ tay gốc thì Huy sẽ các anh chị nhắn địa chỉ cho Huy và số điện thoại cho Huy ha, địa chỉ và số điện thoại nha. Đấy, qua Zalo nha. Rồi, và Huy sẽ cho các bạn nhân viên công ty gửi gửi trực tiếp cho các bạn ha, tất cả ở đây nó có hết đấy, nó tới hai nó 196 trang này các bạn, 196 trang. Nhiều thế, nhanh nhanh. Rồi, chào bạn Trung Phạm Trung Phan. Rồi, chào bạn Nguyễn Thanh Tùng. Ok, chào bạn Đinh Hưng. Rồi, chào bạn anh Mai Tằng gì đấy ha, chào bạn Quốc Huỳnh. Rồi, cảm ơn bạn, chào ơn bạn Vũ Dũng. Rồi, chào bạn Huy, chào bạn Trần Duy Thuận, chào bạn gà nướng sorry, chào bạn Cao Văn Tư ha. Rồi, chào bạn Huy. Tôm rẻ quá thì cũng được, không đến rẻ. Ngày hôm nay thì Huy có một vị khách hàng thu được là thả giống OBS khoảng 200.000 con tôm thì thu được khoảng 4 tấn mấy đấy. Đó, rồi thứ hai nữa là bạn ấy đã thu khoảng sai khoảng 40 hơn một chút, bán giá được 115.000. Thì mới 70 ngày thôi mà bán giá 115.000 thì cũng tốt rồi. À, nếu mà chúng ta mua các loại từ tiền mặt. Thì hiện nay ngày hôm nay Huy có cập nhật một cái loại thức ăn. Giá nó tầm khoảng cỡ 22 đến 25 ngàn một ký. Đấy, tùy theo cái sản lượng các anh chị mua, 24, 25 gì đấy. Đấy, Huy có thể chia sẻ với các anh chị. Đấy, với độ đạm thì khoảng 38 đạm nha. Trăng lên. Rồi, chào bạn Trân nha. Chào bạn Thanh Vi. Đấy, chào bạn Duy Nguyễn. Đấy, chào bạn Phùng Nguyễn An. Chào Vũ Dũng. Hoại tử cơ có phương pháp nào trị dứt điểm không anh? Hoại tử cơ thì chắc chắn là không trị dứt điểm đấy, nhưng mà nó hạn chế và nó giảm dần dần được đấy, ha, bằng cách là bạn trộn cái C4 kết 98% 3 gram kết hợp với lại canxi phốt
và magie B6. Ngoài ra thì bạn hãy diệt khuẩn rồi sau đó nâng cái mực nước lên thật là cao, cao hết cỡ luôn. Thứ hai là làm nước cho nó mỡ nó nhẹ, đừng có để mà nó nặng nước, nó kẹo nước thì bị hoại tử cơ nó sẽ giảm. Farm Vũ Huy cũng đang bị mà, nhưng mà nó giảm rất là triệt để. Rồi, chào bạn Hợp, chào bạn Ngô Quốc Khánh, chào bạn Lê Lê. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn Trần Hậu Nam. Tôm bị nấm đỏ trị sao anh? Nấm đỏ là nấm gì ta? Là nấm đồng tiền hay nấm gì bạn bạn ơi? Nấm trên bạc hay nấm sao ạ? Chào bạn Kiến Cao, chào bạn Thiện Nhi đấy, chào bạn Giá Như. Ao bạc 60 ngày bị gan yếu trống ruột, phân trắng cho ăn sifo cộng hơ cua 5 ngày rồi mà không hết. Ui, bị phân trắng là em phải giải quyết rất triệt để cái vấn đề môi trường à, chứ còn mà cứ trộn ăn vậy làm sao mà nó hết được ha. Rồi Huy gửi cho bạn cái quy trình này, còn không thì nhắn Zalo cho Huy, Huy gửi cho bạn cũng được à, không sao cả. Đấy, ở quy trình nha, quy trình phân trắng nè, đi mở đây. Rồi đây, ok các bạn nha, các bạn chờ chút nha. Rồi ok, đây quy trình trị phân trắng, các bạn chụp cái màn hình này xuống đấy, làm đúng từ ngày 1 đến ngày 5 ngày 6, làm đúng như vậy thì nó mới hết được đấy, chứ còn không là nó không có hết đâu. Bạn cứ trộn sifo vô rồi hức cua vô đâu ăn thua đâu, cái môi trường nó mới quan trọng, giải quyết cái môi trường nó mới là quan trọng, nó mới dứt điểm được. Không nó cứ nhày hoài, nó giảm chút rồi lại tăng, giảm chút lại tăng, và nó làm cho tôm của mình đau đầu nhức óc với cái vụ mà phân trắng lắm ha. Đó, bạn làm đúng quy trình này cho Huy là được rồi. Còn bạn thấy mà chưa rõ, kết bạn Zalo với Huy, kết bạn Zalo 0913753035, Huy sẽ gửi cho quy trình nha. Chào bạn Văn Tùng, chào bạn Vũ Lâm, chào bạn Nguyễn Sơn. Rồi, cảm ơn anh Sơn, cảm ơn Dương Vũ, Tuấn Vũ, chào bạn Tùng Văn Tù Văn Cao. Dạ, cho em xin số điện thoại kỹ thuật ở Bình Định. Rồi, bạn hãy nhắn số điện thoại cho Huy đi, 0913753035, nhắn vào Zalo nha. Đấy, anh Huy ơi, cho em số kỹ thuật Bình Định, rồi anh Huy sẽ đồng thời nhét ép bạn vô trong nhóm và cho bạn số điện thoại. Đấy. Đỗ Hường Thanh, chào anh Huy, em gửi hình trúng canxi phốt với nano water mà không thấy anh xem xét. Đâu, bạn nhắn lại đi, Huy kiểm tra không có sót người nào hết á. Ha. Trước khi ăn cơm Huy cũng kiểm tra cái hồ sơ đây nữa. Bạn gửi lại cho Huy một lần nữa nha, 0913, chụp cái màn hình mà bạn nhắn tin cho Huy đấy. 0913753035 gửi liền nha. Chỉ lát Huy kiểm tra một lần nữa. Chào bạn Hồng Lê. Dạ, em chào anh Thống. Tôm mình 30 con, sáng mai mình sang qua ao để cố gắng nuôi về 20 con bạn Huy ơi. Hay quá, chính xác rồi, bây giờ anh nuôi về 20 con là trúng luôn. Giá về 20 con rất là ngon ha, tuyệt vời. Tại vì đàn tôm anh còn rất là non, mới có 70 ngày mà, đúng rồi, 7 mấy ngày mà, 74-75 ngày mà, thì với cái size này là chắc chắn bằng gì được. Bằng sang làm hai ra là anh sang làm hai ra là tuyệt vời luôn ha. Chào bạn Huỳnh, em có kết bạn Zalo rồi. À, Huy cũng nói lại một chút xíu là anh Thống này là thả giống. À, anh Thống này là thả giống của SES Trần, SES của Huy Lâm các bạn nha, SES Huy Lâm. SES siêu tăng trưởng của Huy Lâm, phát triển cực tốt luôn, 74 ngày mà về 30 con, không tưởng tượng nữa, nhanh dữ dằn vậy. Nhanh hơn cả CP nữa mà. Và sức đề kháng của con này thì cũng rất là cao. Đấy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nuôi mặt độ thưa một chút, đừng có thành mặt độ dày. Được không ạ? Đấy, và anh Thống kỳ này sẽ về được 20 con, tuyệt vời quá. Cố gắng anh Thống nha, thậm chí 15 con cũng được nữa. Tại vì mới bảy mấy ngày mà. Đấy, cố gắng đi anh cờ đầu đàn luôn, để cho tụi em học theo nha. Chào bạn Huỳnh, anh có kết bạn Zalo nhưng chưa thấy đồng ý. Rồi bạn Huỳnh nhắn kết bạn Zalo lại với anh Huy lần nữa nha. Chào bạn Cường Cao, chào bạn Đỗ Hường Thanh. À, em đánh mặt đường nhiều, hạ pH có làm đổi màu nước không anh? Chắc chắn rồi, hạ pH là chắc chắn màu nước nó sẽ chuyển sang màu tảo khuê. Đấy, pH thấp, còn pH cao là nó màu lục, tảo lục. À, với lại một số bạn bảo kết bạn với Huy á, có một điều này, bây giờ cái máy Huy á là không thể nào nó chứa nhiều lúc này được, cái số bạn không nhiều được, cho nên điều đầu tiên Huy kết bạn xong
là Huy sẽ đưa các anh chị vào trong cái nhóm để mà chăm sóc. Hiện nay đang có rất nhiều nhóm và có những cái nhóm lên đến 1.000 thành viên, có 2 nhóm 1.000 thành viên và có rất nhiều nhóm 100 thành viên. Đó, nhóm 100 thành viên là nhóm chi tiết hơn ở các cái tỉnh. Mỗi một nhân viên của Huy nó đều có một cái nhóm riêng và trong đó có sự hiện diện của Huy trong đó. Đấy. Cho nên các anh chị yên tâm, lúc nào Huy cũng ở gần các bạn để mà giúp đỡ cho các bạn ha. Còn nếu mà nhắn vào trong các cái nhóm đó mà không ai trả lời cho bạn thì bạn hãy nhắn trực tiếp cho Huy luôn thì Huy sẽ trả lời cho các bạn, được không ạ? À, chúng ta phải cùng đồng hành với nhau. Rồi, và Huy xin phép là sau khi kết bạn rồi thì Huy cũng xóa bớt một số bạn để mà kết bạn mới, để mà được ép các bạn vào trong nhóm, được không ạ? Cho nên các anh chị nào mà bị xóa kết bạn thì đừng có lo, các bạn cũng đã nằm trong cái nhóm rồi. Còn nếu lỡ may các bạn không nằm trong nhóm thì hãy kết bạn riêng với Huy thêm một lần nữa nha. Chào bạn Cường Cao, chào bạn Đỗ Hữu Thanh, chào Hùng Phạm. À, Hùng Phạm đã nhận thuốc rồi, rồi cảm ơn anh. Dạ. Anh Huy cho em hỏi thì hầu, thả hầu xuống bể nuôi có ảnh hưởng hay tác dụng gì cho bể nuôi không? Thả hầu là cái gì? Thả con hầu xuống à? Tao đang nuôi tôm mà đây thả hầu vô. Không được, bạn nuôi hầu riêng đi ha. Còn hầu mà thả vô tôm không tốt nha. Tôm nó ăn là nó bệnh đấy. pH cao quá, sáng 80 sai chiều 85 quá cao các bạn nha. Đấy. Có cái nào hạ pH không? Mà chi phí nhẹ. Hạ pH mà chi phí nhẹ, bây giờ chỉ có đường với vi sinh thôi, không có khác nào, cách nào khác. Đúng không ạ? Nhẹ nhất là dùng cái sản phẩm này. À, đâu sản phẩm này nè. Đấy, sản phẩm này nó là 500 gram, sản phẩm này là nhẹ nhất nè. Mà giá nó cũng mềm nữa. À, Top Clean. Đấy, Top Clean. Đấy, 500 gram, bạn cứ đánh một gói này thôi kèm với lại 20 lít mặt đường cho Huy ha. Top Clean này giá nó sẽ qua giá nó bao nhiêu các bạn? Top Clean giá bao nhiêu nha? Tối hôm nay Huy sẽ tặng cho các anh chị ha, 50 gói Top Clean này. Để Huy xem bằng giá nha, Top Clean này giá bao nhiêu và giá dùng thử nữa là bao nhiêu. Nó có giá dùng thử nữa các anh chị nha. Giá rất là mềm. Bắt đầu nha. Chờ Huy chút xíu nha. Ở đây. Top Clean. Giá là 410.000 nha các anh chị. À, nửa ký nha, 500g nè. 500g nè. 500g. Đây. Giá hàng này là hàng rất là chuẩn, hàng sản xuất từ Hàn Quốc. Còn cái này là hàng từ Mỹ. À, nó có 227g thôi, còn này nó tới 500g rồi. Cho nên chỉ cần đánh một gói này thôi, không cần phải đánh hai gói Acidobac, mà chỉ cần đánh một gói là đủ rồi. Đấy. Giá dùng thử cho các anh chị có thể là khoảng 200.000 gì đó thôi, hơn một chút xíu một gói này thôi. Nếu các anh chị đặt trong buổi tối ngày hôm nay, anh chị nào đặt trong buổi tối ngày hôm nay thì Huy sẽ có cái giá đó cho anh chị, chứ hiện nay của thị trường là chưa có cái giá này ha. Đặc biệt tối hôm nay anh chị nào đặt, Huy sẽ tặng cho các anh chị với cái giá là 200.000 nửa ký. Khiếp, nửa ký. Đấy. Nửa ký. Đấy. Và tối hôm nay thôi nha. Đấy, rồi các anh chị về sử dụng à, các bạn tiền hà, nếu mà đánh nó giảm, tối hôm nay đặc biệt Huy sẽ tặng cho bạn tiền hà hai gói để Huy ghi ra đây, chứ Huy không nhớ nó rồi bắt đầu là kiện tụng tùm lum. Chết Huy luôn. Ở đâu nhỉ? Cái viết của Huy đâu rồi? Đứa nào nó lấy cái viết của Huy đâu rồi? Huy có một cái viết màu đỏ đỏ ở đây. Đấy. Nhà không có con nít mà nó phá thế. Đây, sẽ biết gì cũng được. Top Clean. À, tặng cho bạn một gói nè. Đây. Để chụp hình đây. Nhớ bạn chụp Zalo gửi cho Huy nha. Số điện thoại của bạn ở đâu? Đấy. Số điện thoại và nơi ở của bạn. Huy gửi cho một gói về đánh kèm với 20 lít đường, quấn cho 1.000 mấy khối, đảm bảo là ngày mai nó xuống. Không có cớ gì mà không xuống hết. Vinh Nguyễn, còn tối nay không có thì bạn lấy đỡ gói vi sinh nào đó đi. Nếu mà Acilobac, bạn phải quấn hai gói nha. À, muốn có quy trình sử dụng thuốc OBS thì bạn hãy nhắn Zalo cho Huy nha. À, nhắn Zalo Huy gửi nguyên quy trình cho. À, nó là cái cuốn sổ tay, Huy sẽ gửi trực tiếp tới cho bạn nha. Chứ bây giờ nói trên này không có gửi được.
gửi nhắn tin Zalo 0913753025, anh Huy ơi gửi cho em cái quy trình sử dụng thuốc OBS, rồi Huy gửi cho bạn, rồi bạn có thể nhìn vô trong đó, bạn có thể xài bất kỳ một cái loại thuốc nào cũng được, nhét vào cái quy trình đó, miễn sao nó phù hợp, miễn sao nó gọi là nó có chất lượng và sản phẩm nó có tương đương về hiệu công dụng, là đưa vô là hiệu quả thôi. Tại quy trình đó nó đã hướng dẫn được rất nhiều người rồi các bạn. Thực sự cái quy trình này thì Huy cũng đã học được từ một cái công ty rất là lớn trước đây, đó là công ty Hương Giang chỗ Anh Ninh, một cái người mà rất là giỏi trong vấn đề là nghiên cứu khoa học, và anh Giang, anh Ninh là người làm trong viện 2 viện sinh học, viện sinh học ha, viện nuôi trồng thủy sản 2 thành phố Hồ Chí Minh, và anh thành lập cái công ty là công ty Hương Giang, và người này là người có cuốn sổ tay đầu tiên Huy thấy ở Việt Nam, và Huy lấy ngay lập tức về và Huy học theo cái cuốn đó. Tất nhiên từ đó đến nay thì sẽ sửa đổi cuốn này rất nhiều rồi, cho nên nó không còn nguyên gốc nữa, tại vì nó theo cái vấn đề của môi trường và vấn đề của con tôm. Đến hiện nay hồi đó thì không có EMS, đến bây giờ thì lại có EMS, rồi có ký sinh trùng, rồi có vi bào tử trùng, rồi có là OHB, hồi trước không có mấy cái này chạy ha. Đấy, cho nên là mỗi một ngày chúng ta phải thay đổi khác nhau tùy theo môi trường chúng ta làm. Đấy. Rồi, chào bạn Trần Quốc Bảo, chào bạn Ngô Di Hiếu, ok, chào bạn Nhi Đào, chào bạn Nguyễn Sơn, rồi cảm ơn bạn, chào bạn Nhung Lê, rồi chào bạn Khang Võ, anh Huy, thuốc cá rồi bao lâu mình diệt khuẩn được? Thuốc xong rồi cá nó chết thì vớt cá bỏ, vớt mấy con tôm tép rồi nó chết rồi nó bỏ đi, và bắt đầu là khi nó chết nó bỏ đi thì bắt đầu diệt khuẩn ngay thôi, có gì đâu, không có nhất thiết mà đợi bao lâu hết. Tôm bị lỏng ruột đứt khúc thì theo Huy á, lỏng ruột đứt khúc thì bạn cứ trộn cái hỗn hợp biogol cộng với lactic blood ủ đó, kèm biotic one ha, liều cao, không trộn gì thêm hết, trong vòng 4 ngày nó sẽ hết đứt khúc, không có cần thiết phải trộn tới hơi thai đâu nha. Rồi, cảm ơn bạn Hồ Huy, cảm ơn bạn Phước Nguyễn, cảm ơn bạn Lưu Hồ, rồi cảm ơn bạn Huỳnh Hưởng. Hơ tay còn khuyến mãi không anh? Hiện tại vẫn còn khuyến mãi nha bạn nha. Rồi, hiện tại có rất nhiều sản phẩm đang khuyến mãi, còn 6-7 sản phẩm gì đang khuyến mãi đấy. Đấy, 6-7 sản phẩm gì đang khuyến mãi đấy. Để Huy up thêm cái sản phẩm khuyến mãi cho các bạn nha. Ở đâu rồi? Để Huy gửi để cho các anh chị biết. Hơ thai và rất nhiều sản phẩm khác đang có cái giá hỗ trợ cho khách hàng. Đấy. Chứ thời điểm này khó khăn như thế này mà không có hỗ trợ thì rất là khó cho các anh chị. Đấy. Khó lắm luôn. Hiện nay thì phải nói là rất khó. Rồi, Huy sẽ mở cái bảng giá mà gọi là hỗ trợ cho khách hàng của mình ha. Ở đây. Rồi, giá hỗ trợ. Rồi, đây các anh chị nha. Đó. Giá hỗ trợ. Đây. Hothai Bufuta. Hothai thì đến ngày 1 tháng 5 cho đến 31 tháng 5. Bufuta Drop 635 Acelobac là đến ngày 31 tháng 5. Mix 200 Ritmin Plus và Alkali thì đến ngày 20 tháng 6. Đấy, các anh chị đón theo dõi và mua để mà sử dụng ha. Một năm chỉ có một đợt cho từng mỗi sản phẩm vậy thôi, không có nhiều hơn ha. Chào bạn Trắng Ngô, chào anh, chỗ anh có bị phong tỏa không anh? Chắc chắn là phong tỏa rồi. Nhưng mà nhà máy thì Huy tổ chức vẫn tổ chức sản xuất, nhưng mà với điều kiện là từng cụm, tức là tách ra, cụm nào làm cụm đó, không có được ngồi gần nhau, và ăn cũng không được ngồi gần nhau. Đấy. Ăn cũng ra tách từng cụm ra ngoài ăn, và làm thì vô là đeo khẩu trang 100%, xịt khuẩn khử trùng cả cái nhà máy, nhà chỗ Huy làm cũng phải khử trùng hết. Quốc Huỳnh, anh Huy, Biogol Lactic Blood 20 lít nước ủ khi nào là ăn được? Sục khí từ 3 đến 8 tiếng là ăn được rồi, và sau đó là không có sục khí nữa, chúng ta chỉ cần đậy nắp và quậy lên cho ăn thôi. Dạ, cảm ơn bà Nguyễn Hoàng Phong, cảm ơn bà Nguyễn Trình, cảm ơn bạn Công Trinh, cảm ơn bạn Khang Võ. Anh Huy hướng dẫn lại cái quy trình thả cho đạt tỷ lệ sống cao đi anh. Rồi, ok. Khi mà chúng ta thả tôm á, là chúng ta hết sức chú ý vào vấn đề độ mặn.
Nếu mà làm sao để ngoài trại giống bao giờ với mình nó chênh lệch độ mặn khoảng 5 phần ngàn là được rồi, đặc biệt là khi mà chúng ta thả mà ở cái độ mặn vượt qua cái ngưỡng tức là trên 5 phần ngàn so với lại cái tôm mình đem về, thí dụ như là độ mặn thấp hoặc là những vùng có độ mặn ba mươi mấy phần ngàn trở lên, tại vì trại giống người ta là người ta chỉ áp dụng ở cái mức độ mặn khoảng 28 đến 30 phần ngàn thôi, còn khi mà ta hạ thì ta hạ cũng 10 phần ngàn thôi chứ không thả hơn. Nếu mà dưới ao chúng ta lỡ là có 2-3 phần ngàn thì ta làm gì để đạt cái tỷ lệ sống? Thì khi chúng ta đem tôm về, chúng ta để vào một cái bơ, cho tôm vào cái bơ, và nhớ cái bơ là phải sục khí, và chúng ta trong cái bơ này này các bạn lấy nước ao lên, các bạn cho ví dụ như độ mặn các bạn là 3 phần ngàn đi hoặc là 2 phần ngàn đi, các bạn lấy cái nước ao lên và bạn cho khoảng 3-4 ký muối vào đó, cho 1.000 mấy khối nước, cho một mấy khối nước 3-4 ký muối, thì nó tăng lên khoảng 2-3 độ mặn đấy. Và khi tôm đem về thì chúng ta cho vào trong cái bể này điều hòa nó, sục khí nó trong vòng khoảng 30 phút, sau khi nó tỉnh táo ổn định hết rồi các thứ thì các anh chị lại được múc đưa xuống hồ thì rất là tuyệt vời. Đây là cái cách thả tôm một độ mặn thấp mà đạt tỷ lệ đầu con. Rồi tiếp theo, những cái vùng mà độ mặn là ổn định từ 10 cho đến là 20 25 đi thì nói trong cái vòng này thì làm gì để đặt đầu con, thì các anh chị cũng đem tôm về và thả xuống ngay cái góc hồ và để mà điều hòa để xuống 15 20 phút, xong là các anh chị mới lấy cái hơi cua cộng beta glucan gọi là nó beta glucan C á nha, để nó nâng sức đề kháng và đánh chống sốc, còn hơi cua nó đưa xuống để nó ổn định cái gan cho tôm. Các anh chị tạt ngay quanh cái khu vực mà chúng ta sẽ thả tôm ra, và khi mà các anh chị thả thả tôm á, các anh chị phải cầm cái bọc ở lên cao này này và các anh chị mở cái đầu này ra và phát nước dần dần vô để tôm nó ra, đừng có cầm cái bọc lên cắt cái rốn nước búng xuống một cái là tôm nó sốc ngay, sốc độ mặn, sốc nhiệt độ, sốc đủ thứ hết là con tôm rất là hào đấy. Và sau khi thả xong mà các anh chị đi vòng quanh ao và thấy tôm nó không xuống, nó vẫn còn bơi vòng vòng trên bờ dọc bờ, thì lấy thêm một chai hơi cua nữa tạt dọc quanh hồ, tại vì Huy có tặng hơi cua cho các anh chị khi thả tôm mà đấy, trước khi thả tôm cũng tặng 100.000 con bốt là có tặng cho anh chị chai hay chai gì đấy, Huy quên rồi nhưng mà có tặng nha. Các chị đem về các chị thả. Hiện nay là có rất nhiều trại giống đang mua cái sản phẩm hơi cua của Huy để tặng cho khách hàng của mình, đấy là một điều rất tuyệt vời và phải nói là Huy rất là mang ơn các cái trại giống này, và các anh chị và các bạn là những người mua tôm những trại này thì các anh chị cũng hãy cảm ơn họ, họ đã rất nhiệt tình để mà giúp đỡ cho các anh chị giữ được đầu con khi mà thả tôm. Kể cả trong trại giống họ cũng đang dùng một sản phẩm này để mà gia tăng hàm lượng lipid trong gan tôm đấy. Thì Huy cách thả như vậy ha, và sau khi thả 1 tiếng đồng hồ thì các anh chị tiến hành cho ăn ngay để con tôm nó không bị đói, không bị đói ha, chứ đừng có đợi là phải sáng hôm sau mới cho ăn gì cả, ăn suốt đêm cũng chả sao, tại vì con tôm nhỏ mà nó đang cần lượng thức ăn, nó đi cả ngày nó đói nha. Rồi cảm ơn bạn Hoàng, cảm ơn bạn Trần Xuân Quân. Anh ơi, đánh Edeta tạo lên thì đánh vi sinh đêm phải anh? Đánh Edeta thì không thể nào mà tạo lên được, Edeta gì đâu thì không biết, nhưng mà Edeta thì không thể nào mà tạo nó lên. Còn nếu nó tạo nó có lên thì chiều tối ha. Nếu mà bạn thấy nó lên thì buổi trưa đó bạn đánh cái drop 635 rồi. Là nó cắt đảo. Còn không, các bạn cứ để nguyên đó, trưa ngày mai bạn đánh drop 635 rồi chiều ngày mai 5 giờ đánh cho Uy vi sinh. Đấy, lấy cái hành đánh lấy cái top clean này quấn một gói này nè, trộn với lại 10 lít đường quấn xuống là nó vừa hạ pH xuống, vừa phân hủy được cái tảo nhớt ở trong ao khi mà nó là drop 635 nó làm rớt xuống. Và ngày hôm sau các anh chị đánh cho Huy chừng 3 đến 5 lít đời tôi xin để rửa cái nước nữa, vô cùng tuyệt vời ha. Đấy, ngày hôm nay Huy rất là thích vì có một vị khách hàng là họ bạn này là dùng cái đời tôi xin ngày hôm trước và ngày hôm sau nó ô sao nước đẹp quá anh Huy ơi, và nó không có bị đục không gì cả, thì cái đây là cái điều rất là tốt đấy. Bạn đến từ ở đâu Huy không nhớ nữa, nhưng mà Huy có thấy bạn có gửi cho Huy một cái clip nữa này, Huy rất là thích cái clip này đấy. Bạn tên gì nhỉ, để Huy mở cái clip này xem, hay rất là hay, rất hay. Ở đâu, ở đây này clip bạn này đấy. Ơ quên nữa, Huy chưa chia sẻ, xin lỗi các bạn. Chưa chia sẻ mà nói một mình nghe một mình xem mà kỳ quá, chơi kỳ quá đấy. Rất là hay, màu ao đất sau khi đánh xong là nước mởn mởn đẹp ha, rất là đẹp và không có bị đục nước,
không có bị nhớt nước, không bị lơ lửng nhiều, rất đẹp. Đấy, thấy rất là tuyệt vời. Nguy cũng có cảm nhìn mà cảm rất thích. Đấy, ban đầu thì bạn nói ủa làm gì mà có cái sản phẩm đánh xuống mà nó làm nước cho nó trong mà nó đẹp như vậy được, mà nó hết lợn cợn hết nhớt được. Đấy, nhưng mà nó có thật. Đấy, bạn ra mua về dùng liền. Đó, và bạn ấy chạy 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 sục khí lên nó cũng không đục nước luôn. Chạy sục khí luôn. Này nấu đất các bạn nha. Lấy đất á, mặt bờ đất đất bờ luôn. Không có đục nước à, hay quá. Đấy. Và nước rất là mỡn nhẹ. Nuôi ao đất mà có được hệ thống oxy này thì các bạn nuôi ở mật độ rất là cao. Đấy. Hồ này là bạn nuôi cái hồ nhỏ, rất là hay. Đấy. Bé ben, hầu chỉ nhiều có gây bệnh phân trắng không anh ơi? Rất là dễ bị luôn, là một cái hai tôm ăn vào đường ruột kém lắm. Cho nên khi mà hầu chỉ rất là tệ, cho nên làm gì làm các bạn bơm nước vào thì bơm qua túi lọc, sau đó đánh BKC với axit acetic cho Huy, 3 lít BKC cộng 2 lít axit acetic đánh vào buổi trưa, không có con hầu chỉ nào mà còn hết, không có chém chép nào còn luôn. Đây, nó họ lợi hại lắm. Và đó, sau này các bạn đỡ đánh khoáng các bạn nha. Rồi, cảm ơn bạn Chân Tình, cảm ơn bạn Tiến Phạm, cảm ơn bạn Lan Đào, Đào Thụy Lan Anh, chào bạn Tình Lê, chào bạn Kiến Cao. Chú ơi, giống SDS siêu tăng trưởng khuyến mãi đến hết ngày mấy là chú vậy? Vậy chú bao nhiêu ta quên rồi, để lấy là coi với ngày nào nhỉ, khuyến mãi đến ngày nào nhỉ, chờ Huy chút xíu nha, Huy lấy các bạn khuyến mãi ra, không nhớ đến ngày nào nữa. Ở đây khuyến mãi đến ngày ngày 9 tháng 6 dương lịch à, để Huy gọi lên đây. OBS Huy gọi lên đây, đây này ha, đây là cái chương trình khuyến mãi giống này. Đây là các bạn đấy, giống ha. Đấy, tôm thẻ chân trắng miền Nam miền Trung là 120 đồng, miền Bắc là 125 đồng. Đấy, thời gian khuyến mãi là từ 16 tháng 5 đến cho ngày 9 tháng 6 2021, âm lịch là ngày 5 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 âm lịch ha, thông báo ngày 16 tháng 5 2021 các bạn nha. Đấy, chào anh Huy, tôm em 15 ngày ao đất màu nước hơi đục quạt lên lợn cợn, nhờ anh Huy chia sẻ. Thì khi ao đất thì nước nó lợn cợn mà đục thì đầu tiên nhất là bạn đánh cái detoxin đó, giống như hình nãy thấy, rửa nước cho nó sạch đi. À, nếu mà nước nó là lợn cợn nhẹ thì nó bận lên vớt bỏ hết là nước nó sạch thôi. Còn nếu mà đánh cái detoxin mà nước nó vẫn lợn cợn mà tắc quặn cái nước nó trong liền, đó là lợn cợn nặng, thì bạn đánh cái CCF 5000 kết hợp với khoảng một lon đó quấn cho 2000 mấy khối, kèm với vài chục ký cát khô, trộn nó rồi rải trước đầu quạt, chạy 45 phút ngưng lại là nước nó ok liền. Đấy, nước trong luôn. Rồi, chào bạn Nguyễn Tuấn Dũng, chào bạn Tuấn Phan. Rồi, chào bạn dậy sớm để thành công. Hay quá. Rồi, cảm ơn bạn. Chào bạn Tím Huỳnh, cảm ơn nhân viên OBS Thanh Tăng, khu vực Hòa Tú, Sóc Trăng rất nhiệt tình. Rồi, dạ, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn Nguyễn Hải, em chào anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ, em cảm ơn anh Hải. Cảm ơn bạn Vũ Lâm, lúc thanh niên. Dạ, không có đâu. Không có thanh niên, không có làm gì hết trơn. Dạ. Chào bạn Quyên Quỳnh. Hello idol. Chào anh Tấn Tài đẹp trai. Dạ. Ao bạc mình dùng vôi nóng trực tiếp được không anh? Dạ được chứ. À, anh mua cái loại mà vôi nóng mà loại là mình nhớ nha. Xong anh kết hợp, thường anh kết hợp với vôi đá vôi nóng đánh với nhau thì rất là ngon. Đừng có đánh vôi đá một mình, vô tôm mới dễ kết lột lắm. Đấy, đánh chung hai cái đó với nhau nó rất là hay. Nhớ nếu như mà pH nó cao thì chúng ta đánh buổi chiều tối. Ôi đừng quên đánh ít lại chứ lộn ha. Tại vì đánh vôi thì nó có một chút xíu là nó đẩy cái pH lên cao các bạn nha. Ví dụ như farm của OBS nè, quy hướng dẫn các anh chị đấy nè. Anh trả lời câu hỏi này, cái đó là mình nói gì đó.
Chào anh Huy, em vừa mới xuất 87 ngày 49 con giống OBS. Ồ, cũng hơi chậm hơn so với anh hồi chiều một chút à. Anh hồi chiều là 70 ngày à, mà về 42 con. Ui, 40, 42 con gì đấy. À, cũng được. Vậy có lời không anh Trần Văn Năm ơi? Chắc này ao đắc quá. Ê, cái gì nãy mình muốn nói về cái gì? À, cái farm. Farm OBS. Đây. Huy muốn nhắn nhủ đến các anh chị một cái điều như thế này. À, cho nên là mỗi một ngày chúng ta phải kiểm tra pH và kim liên tục. Ai từ sáng và 5 giờ sáng, 12 giờ trưa và 5 giờ chiều để chúng ta điều chỉnh cái môi trường cho thật là tốt. À, như sau. Đấy, các bạn thấy không? Buổi chiều nè, pH với ao Huy nè. À, mới chỉnh lại nha. Cái này là mới chỉnh xong rồi nha, là hồi 5 giờ nè. Chưa chỉnh nè các bạn nè. Đây, hồi 5 giờ Huy đã bắt đo nè. Các anh chị thấy nè, pH 7.9 quá thấp, kìm nó tuột xuống còn 108. Nó tuột đến mức này cho nên tôm nó lột rất là nhiều. À, lột suốt ngày. À, và dẫn đến trường hợp là kìm tuột và pH này cũng tuột nè. Buổi chiều mà pH 7.9 là buổi sáng còn có 76, 77 thôi, thậm chí 75 thôi. Rồi Huy cho các anh chị coi buổi sáng đó nè. Đấy, buổi sáng nè. Đó, buổi sáng rất thấp nè, 79 78 nè. Đấy, và nó lột cả ngày và buổi sáng kìm nó cũng rất thấp này các bạn. Nâng lên rồi đấy, nâng lên rồi nó lại tụt và lại nâng lên. Đấy, lại tụt buổi chiều và bây giờ Huy phải nâng lên. Đấy, nâng hồi lúc 5 giờ thì bây giờ nó lên được như này. À, đấy, các chị thấy không? Rồi cái này Huy chưa ưng ý, phải nâng lên nữa, phải nâng cái kìm lên nữa và cái nâng pH lên chút xíu nữa, khoảng 81, 82 cho Huy. Và bắt đầu là kìm với pH cũng phải nâng lên, pH kìm cũng phải nâng lên 140, 150 thì sáng ngày mai nó lột là vừa. À, thì Huy sẽ bắt mấy bạn là 12 giờ đêm đánh hồi nãy lúc là 5 giờ xong rồi 8 giờ kiểm 7 giờ mấy kiểm tra và 12 giờ đêm đánh một lần nữa và 12 giờ đêm kiểm tra một lần nữa thì mới giữ được, chứ không tôm nó lột là rớt tôm ngay. Chính vì vậy tôm của Huy nó đẹp là nhờ gì? Kiểm soát tốt cái vấn đề môi trường. Vậy thôi chứ không có gì khác. Rồi gà nướng suri, bạn muốn vào nhóm Cà Mau hả? Nhắn tin cho Huy đi ha, nhắn tin Zalo nha, Huy sẽ nhắn bạn vào cái nhóm Cà Mau. Nhóm Cà Mau này giờ cái lượng anh em trong nhóm Cà Mau này cũng rất là đông ha. Nhóm OBS Cà Mau. À, và tất cả các nhóm này đều có sự chăm sóc của nhân viên ở trong này 24/24. À, Huy sẽ mở cho các anh chị thấy các nhóm của Huy ở đây nha. Để cho các anh chị sau này các anh chị nên vào nhóm đi, nó rất quan trọng. Và như vậy mình vào nhóm mình làm cái gì ở đây? Đấy, thì cũng xin chia sẻ các anh chị nó lợi ích trong các nhóm này như thế nào. Đây, Huy sẽ mở cho các anh chị gọi là nhóm. Đó, nhóm tư vấn nuôi tôm. Đây, các anh chị thấy nè, nhóm tư vấn nuôi tôm của Huy ở đây có rất là nhiều. Có cái logo OBS này là những tư vấn nuôi tôm của các nhân viên các tỉnh khác nhau này. Và mỗi một nhóm này có đều có nhân viên ở trong này. Đấy, nhóm này là 47 thành viên, là lúc nào Huy cũng có hiện diện ở trong này nè. Nhóm này là nhóm OBS Long Hòa Cầu Ngang nè. Đây là nhóm này OBS Trà Vinh nè, ở Trà Cú nè, Long Vĩnh nè, do bạn Thanh phụ trách nè. Đấy, do bạn Thi phụ trách nè. Đấy, rồi nhóm ở Bến Tre nè, ở Ba Tri nè, rồi nhóm ở ở Ba Tri nè. Đó, rồi nhóm ở Bình Đại nè. Rồi nhóm ở Trà Vinh riêng nữa nè. Đấy. Rồi đây là nhóm thải giống, rồi là nhóm OBS Bạc Liêu nè, rồi nhóm OBS ở Phú Tân Cầm Năm Căn nè, rồi nhóm ở OBS Cù Lao Dung nè. Cù Lao Dung rất là lớn mà chỉ có 51 thành viên, rất là ổn. À, Thành Phú cũng có hai mấy thành viên. Đây là cái nhóm của bạn nào đây này? Chắc của bạn Trơn quá, bạn Trơn mới vào cho nên lượng còn ít. Đấy, nhóm Bà Rịa Vũng Tàu cũng còn ít. Đấy, nhóm Quảng Ngãi cũng còn ít, nhóm Phú Yên. Đấy. Đó, những cái nhóm mà nhóm tôm số 2 của Huy đó là 978 thành viên, rất là lớn ha. Và nhóm số 1 của Huy thì nó 951 thành viên, rất là lớn. Nhóm này là do Huy quản lý ha, cho nên nó lớn. Đấy, nhóm Hải Phòng, nhóm Nghệ An. Đấy, rất là nhiều. Đấy. Ok, đây là những cái nhóm. Các anh chị cứ vào đây. Như vậy mình vào đây làm cái gì? Mỗi một ngày các anh chị, khi mà các anh chị vào đây, một cái điều đặc biệt, tất cả các cái nhóm của Huy là hầu hết những anh chị em rất là tích cực ở trong này. Tức là nhóm nó có văn hóa ở trong này. Tức là văn hóa ở đây là gì?
tất cả các ý kiến các anh chị có thể đưa lên, người khác không được phép phê phán cái ý kiến đó. Tại vì nếu các anh chị phê phán cái ý kiến đó, bàn luận cái ý kiến đó, thì mai mốt người ta không có dám đưa lên nữa. Cho nên tuyệt đối là gì, họ đưa lên, điều đầu tiên nhất là bạn phải cảm ơn bạn đó chia sẻ là xong rồi. Còn cái việc là anh có dùng cái phương pháp đó không, đó là tùy anh. Và cái nhóm này là nhóm không quảng cáo về sản phẩm. Trước đó không có quảng cáo tất cả sản phẩm này. Bạn muốn xài sản phẩm gì đó là việc của bạn, đó là trải nghiệm của bạn, đó là kết quả của bạn. Bạn chỉ đưa ra cái quy trình xử lý thôi. Còn cái việc ở trên này ta dùng sản phẩm gì kệ họ. Chúng ta đừng có bày họ làm cái này, bày họ làm cái kia. Không nên, họ sẽ không có làm đâu. Đấy. Và đặc biệt là chúng ta giải quyết cái vấn đề của chúng ta. Như vậy cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết hàng ngày, chúng ta nên làm cái điều gì? Cứ sáng, trưa, chiều, nếu các anh chị làm được cái điều này, Huy đảm bảo với các anh chị, tôm các anh chị rất là thành công luôn. Thứ nhất, sáng các anh chị đo được pH kiềm và cho tôm vào cái tô màu trắng, cho Huy cái bát màu trắng ấy. Để Huy lấy cái bát màu trắng ra cho các anh chị xem. Các anh chị phải mua một cái bát này về. Này, các anh chị mua cái bát màu trắng này nè. Tại sao cái bát màu trắng mà không có cái bát màu đen hay là cái thau? Cái bát màu trắng này các anh chị, khi mà các anh chị đổ nước vào đây và tôm mình thả vào đây, mình lấy cái điện thoại ha, mình chụp hình hoặc là mình quay video một chút xíu thì nó rất là nét cả cái con tôm. Gồm có là gì? Gan, tủy, đường ruột. Đấy, và kể cả cái thân con tôm. Kể cả mình nhìn thấy được cái chân con tôm luôn, cái mang con tôm luôn. Cho nên khi mà các anh chị chụp xong và đưa lên nhóm, gồm có là gì? pH kiềm và tôm, và quay sơ cái hồ nước mình một cái trong vòng vài giây và up lên trên nhóm. Sáng anh chị làm một lần, chiều anh chị làm một lần, đảm bảo vấn đề xử lý môi trường trong ao các anh chị cực kỳ là dễ luôn. Cực kỳ là dễ luôn. Không có để về bệnh, mà khó khăn là chúng ta mới làm, khó khăn là chúng ta mới làm thì nó khó lắm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Cho nên các anh chị hãy đưa lên đây và anh em đội ngũ OBS họ sẽ tư vấn, họ giúp đỡ cho các anh chị. Hoặc những người khác người ta thấy trái ý quá thì người ta giúp đỡ cho các anh chị. Người ta khuyên bảo. Sau khi người ta khuyên bảo hoặc anh em nhân viên công ty khuyên bảo, các anh chị chỉ nhắn cho một cái lời họ là cảm ơn em, cảm ơn anh, cảm ơn chị, xong rồi. Không cần làm cái gì hết. Đúng không? Đấy, bỏ cho anh các anh chị cái lời khuyên. Đấy. Làm cái gì các anh chị cũng vậy, làm cái gì cũng phải có ông thầy. Không ai thiên tài gì mà có thể làm được hết mọi thứ đó các bạn. Cũng phải đi học người này người kia. Mà đi học người này người kia thì cũng coi họ là thầy của mình rồi. Đó, thì mới thành công được các bạn. Không có cái nghề nào mà tự làm mà tự có thể thành công được. Khó lắm. Chúng ta phải đều có ông thầy. Đấy. Cho nên chúng ta không sao hết. Học hỏi lẫn nhau là chính. Để làm sao mục tiêu cuối cùng là chúng ta thành công. Dạ, chào bạn Lương Đét. Chào bạn Hồng Cẩm. 40 ngày ăn 180 kg, có nên tỉa không? Về xe lớn luôn được không anh? 68 ngày. Sai bạn được bao nhiêu rồi? Bạn nói chung chung mà cuối cùng cái sai bạn không có được bao nhiêu hết. Mai Xuân Thiều. Hôm nay lại lên sóng nữa. Ở kênh kia em không xem trực tiếp được. Hết cả cơ hội nhận quà. Ủa sao là không có lên sóng ta? Kênh nào cũng lên sóng được mà. Lên hai kênh cùng lúc mà. Cái này là vừa Facebook vừa Zalo luôn đó anh. Quên, vừa Facebook mà vừa fanpage mà vừa YouTube ha, YouTube. Đấy, thấy không? Có chém chép rồi nè. Thì diệt đi. Nếu mà tôm 30 ngày trở đi thì diệt nó cũng được. Nó hao tôm một chút nhưng mà kệ không sao. Đánh vào 12 giờ trưa nha. Đánh cái đĩa ga 1 lít cho 1.000 mét khối nước. Cái đĩa ga diệt hết đấy. Chào bạn Chí Khang. Em được hỗ trợ hai chai hô cua sao chưa thấy anh Huy? Bạn Phạm Văn Chiêu hãy nhắn tin lại cho anh Huy một lần nữa nha. Tên và số điện thoại của mình. Và chụp cái màn hình bữa trước mà bạn nhắn cho mình đấy. Bữa trước mà bạn nhắn mình bạn giờ nào chụp màn hình lại gửi cho Huy cái, rồi Huy sẽ kiểm tra lại liền ha. Đúng rồi đấy, khóc là khắc sửa là phải khóc. Nó mới có sửa. Rồi, cảm ơn bạn Chí Khang, chào bạn Quý Nguyễn. Chúc buổi tối vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Rồi, cảm ơn bạn. Hoàng Lê Minh, cho em hỏi công ty có bán sản phẩm nào dòng Bronobol không anh? Có, sản phẩm Bronobol công ty có, nhắn tin cho Huy nha, công ty quán Bronobol.
Ui, xài đường cát thì tốt, đường cục rất tốt luôn, nhưng mà cát nâu nha, đừng có xài cát trắng. Cát trắng là cái đường dở nhất trong các loại đường nha. Hai. Hai. Xử lý nước ao lắng sau bao khoảng bao nhiêu tiếng thì bắt đầu sinh khuẩn sinh nấm vậy anh Huy? Là sao ta? Tức là mình xử lý nước ao lắng thì mình lấy nước vào ao nuôi hả? Thì mình để cái ao lắng ở trong có gì đâu mà nó sinh ra, ao lắng này đâu có gì đâu mà sinh ra, bạn lắng hết mọi thứ nó hết trơn rồi, con gì đâu mà sống ra đó nó nổi, kiểm tra vi khuẩn cũng không có đâu con nha, yên tâm. Chào bạn Huân Lý, theo dõi liên tục mà có tặng một gói không, rồi cứ nhắn tin vào trong cái tin nhắn Zalo Huy đi, Huy xem xét cho 0913 753035 nha. Bữa nay chơi lô tô tặng quà đi chú Hi ơi. Rồi bữa nay chơi rồi, chào bạn Chí Khang, chào bạn Trương Văn Phan, chào anh Huy, và cho em hỏi hứa thay sổ kiến trùng ăn ngày mấy cử? Hứa thay sổ kiến trùng thì ăn một ngày ăn hai cử là được rồi bạn, à hai cử là sáng chiều là được rồi, rồi những cử còn lại thì mình trộn mấy cái thứ khác ha, như là men đường ruột, men tiêu hóa, axit hữu cơ, bổ gan đấy vậy đó, ăn cỡ 3 cc là được rồi. Chào anh Công, Kinh Trinh Công, anh Huy em mến anh nhiều lắm, tôm càng nó bị trắng có thuốc nào làm cho nó đỏ lại không anh? Ở đây nè Huy có một cái gói đây nè, à, ăn vào đây là nó sẽ tăng cái màu của tôm này, đây này Huy có mấy gói mẫu này đấy, Huy chưa có nhập cái này nhưng mà có gói mẫu này đấy. Bạn nào muốn ăn bữa nào xin Huy cho, nhắn tin qua Zalo cho Huy, Huy gửi cho một gói xài, hàng này mắc tiền lắm ấy. Có gửi mẫu, hai có mẫu sao á, người ta gửi từ Thái Lan về. Rồi cảm ơn bạn Trịnh Sang, cảm ơn bạn Quý Nguyễn, đúng rồi hàng mới. Anh Huy cho em hỏi làm cách nào để nước nó trong, nước trong thì đánh ra đề tô sinh kết hợp với lại khi mình nó lợn cận nặng quá thì mình đánh cái CCF 5.000, còn bình thường thì đánh đề tô sinh là ok rồi. Thùng bao nhiêu gói? Thùng nó là 12 gói hả? Để quý xem coi, 12 này 24. Sao bây giờ mau quên của ta? Nó cái gì cũng mau quên nhỉ. Thùng 24 gói. À. Chào bạn Trung, chào bạn Trần Văn Năm, em vừa mới xuất 87 ngày 90 con ao đất giống ao đất giống OBS. Rồi, vậy là tuyệt vời rồi. Chúc mừng anh Năm. Anh Năm lời được nhiêu anh Năm ơi? Chào anh Việt Hồ, tôm tôi bị trắng mình có làm sao nó hết không anh? Bị trắng mình tức là đục 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 cơ hay là quậy tứ cơ anh ơi? À, nếu mà đục cơ thì anh làm mềm nước lại cho Huy một cái bằng ngày data, sau đó thì anh đánh cho Huy buổi sáng một chai nano herbal, buổi chiều một chai nano herbal, và cả ngày thì trộn nano herbal cho ăn, và chiều tối 5 giờ đánh cho Huy khoảng cỡ 10 kg mix 200 kèm với lại khoảng 5 kg phân kali nữa là ok ngay ha. Trong bảng giá có mà, đây đây bảng giá của Huy có hàng này này, có mà ở cái mục số 10 này bạn ơi, có mà ở mục số 10 này. Rồi, chào bạn Niu Phạm, chào bạn Dương Phi, cách dùng Epicimbon là mình đánh vào dùng mới 40 ngày đầu thôi là dùng được, 40 ngày đầu, 4 ngày sau thì dùng Epicim BPT ha. Đấy. Epicimbon thì chúng ta chỉ pha với đường và đánh xuống ao thôi. Đấy. Nếu mà có nước sục thì nước phải sạch nha, chứ còn nước mà lấy nước hồ lên sục thì thua bỏ, không không có xài. Đấy. Là một cái thứ hai nữa là thấy nước nó màu nó xanh quá, đậm quá thì đánh buổi chiều tối, còn nước nhạt màu thì đánh buổi sáng. Ha. Rồi bạn muốn vào nhóm thì nhắn tin vào Zalo cho Huy 0913 753035 để Huy đưa vào nhóm. Ok, cần bạn Trần Đạo đã nhận được 2 chai hạt cua. Hồng Cẩm, anh Huy cho em hỏi là tôm em bị đốm đen và cục rau phải làm thế nào? Đốm đen cục rau thì là dắt sản phẩm Bronobol, quên lộn, Bromoclin trộn với lại dài 2 lít nha, trộn với lại 2 chai đó, trộn với lại khoảng 30 kg muối, muối hột trộn khô đánh vào 5 giờ chiều. Chào bạn Tuấn Phan, cảm ơn anh Huy. PH mấy hôm nay
mấy hôm trước là 82, 85 nhờ anh Huy chỉ cách vi sinh cộng mặt đường mà bây giờ 7, 78, 81 rồi. Không có mặt đường em mua đường cát cũng đánh ok. Đúng rồi, giờ mùa mưa cho nên không dám hạ pH thêm. Đúng rồi, pH như vậy là chuẩn. Đấy, thuộc bài đấy. Hay quá. Đấy thấy không, anh Tuấn Phan làm được rồi. Rồi, tôm 60 ngày 70 con lột thì rớt. 60 ngày mà 75 con lột rớt. Đúng rồi, anh phải giữ pH cao lên một tí nha. Giống như Huy gì đó, phải đẩy pH lên. Thấp nhất là 79, 80, 81. Đừng có thấp quá, lột rớt. Kìm phải 120 trở lên. Và nếu như trường hợp pH nó tụt, kìm nó tụt thì ngưng cho ăn lại và không thay nước, giữ nước cho nó kẹo lại một chút, đánh để tôi xin để cho nó mỡ nó nhẹ, đánh vi sinh để nó phân hủy thôi, và vỏ cứng cáp đàng hoàng hết cho chúng ta cho ăn lại, và phải đẩy pH lên. Muốn nào tạo mà tảo trà thì cắt cái tảo xanh đi, giảm pH lại là tảo trà nó lên thôi ha. Muốn đặt 10 gói phải không? Lát nhắn tin Zalo cho Huy, nhắn vào Zalo nha, 0909137530 5, chứ đừng có đặt ở đây. Nhắn vào Zalo nha. Đặt ở đây Huy nó một lát nó trôi hết rồi. Không có biết đâu nha. Zalo 0913753035 nha. Đặt 10 gói. 0913753035. Ao con pH cao 85, màu xanh đậm. Cách xử lý sao chú Huy giúp cho con với. Đấy, làm giống như hồi nãy anh Tuấn Phan anh làm này con nè, hả chưa? Đấy, đánh đường với vi sinh. Quấn chừng cỡ chục ký đường kèm với lại một gói vi sinh này cũng được nè. Là đủ rồi, cho 1.000 mấy khối, hoặc là hai gói vi sinh này nè, cho 1.000 mấy khối. Đấy, 5 giờ chiều rồi là nó xuống thôi. Cỡ 85 là quấn 20 ký đi, 20 ký đường đi. Cho 1.000 mấy khối. Ngày hôm sau là nó tụt liền. Ồ, hồi nãy có tạo xanh phải không? Ồ, màu xanh thì ngày xanh thì ngày trưa ngày mai ha. Tối nay con đánh vi sinh đi cũng được, ngay từ bây giờ đem vi sinh ra đánh cũng được, và ngày mai đánh cho chú cái drop 635 à, cho nó giảm tạo xuống một cái, rồi ngày mốt đánh để tôi xin đó, ok luôn. 47 ngày 300 con, đúng rồi, chậm lớn quá, có cách nào là lớn nhanh không anh? Bạn hãy kiểm tra cho Huy, ngày mai chụp hình phim, chụp hình nha. Cho tôm vào cái tô màu trắng giống vậy được không? Đấy, bỏ cào tôm bên ngoài nha, chụp hình gửi cho Huy xem. Là thứ nhất kiềm pH là bao nhiêu, cái thứ hai rồi để Huy coi đường ruột gan của nó sao đã, mình mẩy tôm ra sao đã nha. Rồi các anh chị cũng bằng việc bỉnh cộng hãy nhắn cho Huy là tôm nó có sằng sùi không, hay là vỏ nó cứng không, hay là mềm mềm gì đó ha, nhắn cho Huy chi tiết chút xíu để Huy tư vấn cho nó ngon. Rồi cử người xuống giúp cho. 60 ngày 55 con, ao đất 75 con giống OBS. Ồ, hay quá, tôm gì mà ngon đấy. 60 ngày 75 con là ngon rồi, ao đất mà vậy là ngon rồi. Ao bạc 55 con khiếp. Ui. Cũng nhanh dữ vậy. Cũng nhanh đấy. Cái anh thời chiều là 70 ngày à, là 50 70 ngày 40 con. À, mình để 60 ngày 55 con, ráng đạp đi cho về 40 con. Đấy, ao đất thì 75 con, quá tốt rồi. Rồi, chúc mừng bạn nha. Rồi, chúc anh buổi tối vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn Trúc Nguyên. Bạn Phú Nguyên, em nhận được hai chai hơi cua rồi. Rồi, cảm ơn bạn Phú Nguyên nha. Nguyễn Phú, anh Huy ao đất nước 1/1000, ban đầu cần sử dụng sản phẩm gì anh ơi? Thì dùng y chang như mấy con cái hàng khác thôi, đâu có khác gì đâu. Mấy cái trong sổ tay dùng sao cứ dùng y vậy thôi đấy, nhưng mà độ mặn bạn thấp quá cho nên lâu lâu bổ sung muối vô nha, mua muối nhiều vô. Chào anh Phạm Văn Lợi, chào anh Thế Bảo, chào anh Nguyễn Phúc, chào đại ca. Rồi, cảm ơn em. Chào bạn Khang Võ, anh Huy hứa làm quy trình cách chăm sóc tôm trước và sau 40 ngày. Rồi, Huy hứa rồi, để Huy làm mà. Xa quá đi cà, xa quá đi cà là sao? Xa quá đi cà là sao? Giao Vũ, hơ cua cho ăn mỗi ngày một cử 40ml có được không anh? Ăn nhiều dữ vậy? Đấy, nếu mà ăn bình thường thì một ngày hai cử, mỗi cử 10ml được rồi, sáng chiều. Có cách nào xử lý ao lắng cho nó trong không ơi?
thì trong thì bạn đánh BAC 7 kg cho 1.000 khối nước, sau đánh thuốc tím. À, nếu mà nó có tảo thì đánh thêm đồng xu phát 1 kg cho 1.000 khối nước vào bữa 12 giờ nắng trưa là nước nó trong. Vậy thôi, đơn giản. Còn sau đó khi nước trong đẹp rồi bạn diệt khuẩn này là ok thôi. Mua hàng ở Nghệ An thì liên hệ với chi nhánh của Huy ở Nghệ An, hoặc là liên hệ trực tiếp với Huy đi ha, 0913 753035, Huy nhắn cho bạn cái chi nhánh ở Nghệ An. Anh Huy, dịch này giờ cách ly nhiều quá theo anh nên thả tôm hay không? Cách ly có mười mấy ngày mà có sao đâu, mười mấy ngày là hết. Bây giờ mà Hồ Chí Minh mình làm triệt để mà đấy, mình là cục cửa một phát là cách ly này, các bạn thấy không? Nước Việt Nam mình làm rất là chuẩn đấy, cho dù là gặp nhiều khó khăn nhưng mà đồng đồng lòng. Các bạn thấy bây giờ Hồ Chí Minh nè, không có tiếng xe máy chạy luôn, im re luôn ở ngoài đường, bây giờ im re luôn đấy, nghiêm túc chấp hành. Do một số tổ chức người ta không có chấp hành cho nên xảy ra hiện tượng này, nhưng mà chính phủ mình quyết liệt lắm các bạn. Đấy, quyết liệt lắm. Chỉ có một đứa công nhân của Huy là nó nằm trong một cái khu đó, và cái khu đó là có một cái người F2 vô trong đó à, mà nó cách ly nguyên khu đó luôn đấy, khiếp vậy đó. Và công nhân thì ở nhà, thì tất nhiên công nhân ở nhà thì công ty vẫn trả lương đầy đủ cho nên là mà cũng không lo lắng gì. Hơ thai khuyến mãi mà đại lý bán 250 là sao? Khuyến mãi là bao nhiêu? Hơ thai đang khuyến mãi bao nhiêu các bạn nhờ? Đại lý nào bán 250? Hơ thai đang bán 200 ngàn mà thì mua 200 ngàn chứ. Đại lý nào mua bán 250 thì liên hệ trực tiếp với Huy, Huy gửi hàng giao cho. À, quy định 200 ngàn là 200 ngàn, sao bán 250? Đại lý nào liên hệ với Huy nha, bạn Lý Hậu nha, quy xử lý đại lý đó luôn. Vừa phải thôi chứ, đã công ty đã hỗ trợ nó lỗ lên lỗ xuống rồi mọi thứ rồi mà còn không làm cho đúng nữa. Lý Hậu nhắn tin cho anh Huy thì đại lý nào nha, mất hứng kỳ cục ghê. Rồi chào, cảm ơn bạn Quốc, cảm ơn bạn Hưng Võ, cảm ơn bạn Hoàng Lâm. Rồi cảm ơn bạn, cảm ơn bạn Nguyễn Hưng. Anh cho em hỏi, hiện giờ tôm em được 50 ngày rồi nhưng mà bị rớt tảo, bị tụt nhớt, có cách nào xử lý không anh? Bị bọt nhớt à? Bị bọt nhớt, bị rớt tảo. Nếu như bị rớt tảo thì đầu tiên nhất cái lấy detoxin đánh cho nó rửa, nó nhẹ nước, mở nước đi cái này rồi cái tảo, rồi sau đó vớt bỏ cho nước ok hết. Rồi sau đó nếu mà dưới nó vẫn còn cái lượng cận nặng ở dưới đó thì bạn đánh cái CCF 5.000 để cho nó lắng xuống cái, rồi siphon phong ra liền ha, là nhanh nhất. Tất cả các đại lý đều có hết, đại lý nào không có bạn cứ nhắn tin trực tiếp cho anh Huy ha. Ha, nhớ phải mua tiền mặt nha, mua nợ mà bảo người ta bán giá khuyến mãi là không có đâu nha. Rồi có một số anh chị đi mượn tiền đại lý mua hàng khuyến mãi, cái này tầm bậy hết sức, không nên. Mình có tiền thì mình mua, mình không có thì mua tiền mua nợ, chứ đừng có đi mượn tiền đại lý rồi đi mua mua nó kỳ ha. Huy cũng có một sàn dài cái thông tin nghe như vậy nó cũng kỳ đấy. Rồi các anh chị nào mà cảm thấy là đại lý không có cái sản phẩm này liên hệ trực tiếp với Huy, Huy gửi ra cho, gửi trực tiếp từ công ty ra luôn, nhưng nhớ chuyển tiền cho Huy trước nha. Huy không biết anh chị là ai, xin lỗi các anh chị. Rồi chào mừng Vĩnh Cộng. Giá tôm miền Bắc rẻ quá còn không có người mua nữa, như này sao được anh Huy? Thì bây giờ dịch mà miền Bắc người ta đang đóng băng nè các bạn ha, bây giờ có đóng băng mà, thì ráng một thời gian nữa đi bạn, cho nó hết đi, ai ai nấy ở nhà nấy đi cho nó bớt Covid cho nó nhanh. Chào anh Huy, tôm em 16 ngày giống Việt Úc, màu nước thì nó đen đỏ bọt nổi màu xanh, thay nước 40% 2 ngày liên tục mà không hết được pH 81 kỳ 100. Rồi bạn nâng cái pH là nhu huyền cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa ha, cái thứ hai nữa là đánh cái detoxin cho Huy đi, đi rửa cái nước cho nó ok một cái đó. Và tảo nếu nó có màu xanh thì đem cắt cái tảo đi, buổi trưa đánh cái drop 635 khoảng trăm 500 ml cho 1.000, chiều đánh cho Huy 2 gói Acelobac cộng với lại 10 kg đường, à 10 kg đường cho 1.000 mấy khối nước lúc 5 giờ, rồi ngày mốt là ok. Nếu tảo nó tàn xuống còn nhớt thì đánh thêm cái detoxin thêm một lần nữa là ok ha. Rồi cảm ơn anh Toàn. Anh Huy, hàng anh tặng của nhóm có không? Hơ cua hai mà anh tặng thì càng hay,
mà nay hơn cả tuần rồi không ái thay liên hệ. Bạn phải nhắn tin cho Huy chứ, nếu không nhận được hàng thì nhắn tin lại cho Huy một lần nữa chứ ha. À, chứ nhiều người ta nhận rồi đó, tại sao bạn chưa nhận thì nhắn tin lại cho Huy đi. Vinh Nguyễn nha, nhắn tin lại một lần nữa. Huy đã nói rồi, khắc sửa là phải khóc chứ đừng có đợi nha. Nhắn lại cho Huy liền, tại Huy thấy trên danh sách có rất nhiều anh chị không liên hệ với Huy để nhận quà. Huy nghĩ chắc cái này quên, hoặc là hay gì đó, hay là thấy ít quá không nhận hay sao. Đấy, bạn Khang Duy nhận được hai chai hớt cua rồi này, thế là bạn chưa nhận được phải không? Đấy, bạn xem lại mình. Đấy, chào bạn Quyết Coi, chào bạn Đình Thế. Mặc dù dịch bệnh nhưng em thấy em là mùa xuân và phấn khởi rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, chào bạn Ngô Thị Phương. Dạ, chào bạn Ngô Thị Phương, chào bạn Phạm Văn Lợi. Hiện giá và khuyến mãi sao anh ơi? Giống là miền Nam, miền Trung là 120 đồng, khuyến mãi 100%, miền Bắc là 125 đồng, do cái chi phí vận chuyển nó cao, đi máy bay cho nên nó là 125 đồng. Đấy, khuyến mãi 100% nha. Xin quy trình nuôi từ khi xử lý tới thả giống. Rồi, nhắn tin Zalo đi, Huy gửi cho quy trình cho, có sẵn luôn. Thái em không anh Huy, Thái đây này, Nguyễn Thành Trung. Sao không thấy? Chào bạn Lê Nhóc, anh Huy ơi, tôm em nuôi 10 vụ là hết 7 vụ bị phân nổi rồi, sau đó bị phân trắng luôn, chỉ các anh chắc điểm được không? Thì đấy, Huy nói rồi, khi mà nó bị phân nổi mà không xử lý thì nó chuyển có phân trắng. Đấy, thì khi mà phân nổi là bạn cứ đơn giản thôi, dùng cái hỗn hợp Biogold Lactic Plus cộng với Biotic One và đồng thời diệt khuẩn cho ao nuôi của mình, ok ngay. Đấy, không có bị phân nổi nữa. Chào bạn Đại Bàng, Phạm Thị Ngân. Còn khuyến mãi tôm giống không anh? Còn nha, khuyến mãi từ đến tháng ngày 6 tháng 5. Ủa? Ngày 5 tháng 6 hay ngày 6 tháng 5? Để quý xem. Khuyến mãi tới ngày nào? Để quý coi. Ngày 9 tháng 6, khuyến mãi tới ngày 9 tháng 6 nha. Chào bạn Thức Võ, Nguyễn Văn Mến, chào bạn Vinh Nguyễn. Để tôi xin có OBS đánh thật sự là hiệu quả. Coi anh Huy like rất thích nghe. Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Vinh nha. Hay quá. Một mình em khen là đủ cho cả nhà biết rồi. Hay quá Vinh ơi. Vinh Bùi, tôm thả 22 ngày có vòm xanh có diệt được không? 30 ngày rồi mới diệt nha em. Giờ diệt là hao tôm ấy. Được em, nước mét 3 là ok rồi. 50 ngày 90 con, pH 79 kìm 150. Buổi sáng có hiện tượng tôm tấp mé, nguyên nhân là đâu vậy anh Huy? Thì có thể là buổi tôm mình là cái đáy ao mình hơi kém, hoặc là nước nó xì phèn và nhớp đáy dưới nó có mùi dưới đấy. Bạn xuống coi cái đáy cái ha, kiểm tra lại chút chứ kìm pH vậy là chuẩn rồi, không có gì hết. Chỉ coi cái đáy nó dở đó. Còn muốn nữa thì ngày mai kiểm tra, nếu có phòng lab ở đâu nó kiểm tra khí độc trong ao thì có không ha. Tôm bỏ ăn là sổ là sao? Sổ ký sinh trùng á hả? Cũng không nhất thiết, nhiều khi nó bỏ ăn là nó bị cái yếu tố là nó bị độc tố trong gan và nó sốc tôm, nó bỏ ăn trống ruột thôi. Đấy, chứ đâu phải cứ nó bỏ ăn rồi mình sổ bằng cách nào đâu. Khi mà tôm mình bỏ ăn ha, mà gan bình thường mà tôm tự nhiên bỏ ăn là nó có độc tố trong gan. Không tin các anh chị lấy những con tôm này đi luộc đi. Vừa luộc xong các anh chị ngậm cái gan đó, chị hít vô một cái nó chua lè chua lét luôn. Đây, tức là trong gan con tôm có độc tố trong này rất là cao, mình phải giải quyết cái độc tố trong gan. Thì hơi cua nó làm được cái chuyện đó. Đánh xuống nước và trộn cho nó ăn, trộn ít thôi, tất nhiên nó cũng ăn mà nó ăn ít. Đấy, quan trọng là hấp thu qua nước là được rồi, đánh cho nó 2 lít cho ngàn mấy khối nước là ok. Đấy, ao em bị tảo xanh, em thấy nước ba hôm nay, thay nước ba hôm nay em đánh vi sinh cắt tảo mà không hết, giờ làm sao anh Huy? Đánh vi sinh nó không hết đâu ha. Ngày mai mua cái drop 635 cắt 500ml cho 1000 khối nước vào 11 giờ trưa đánh cho Huy đi, ok liền. Chiều 5 giờ đánh cho Huy hai gói Acelobac hoặc là một gói Top Clean hoặc là hai gói Acelobac với 10 kg đường.
Đấy, 5 giờ nha. Còn ngày mốt đánh cho Huy được tôi xin chuyển liền. Cái này Huy giúp cho nhiều người rồi mà. Rồi, cảm ơn bạn Trúc. Nhờ anh Huy hỗ trợ giúp em ao đất nuôi tôm bị nhớt, cách khắc phục như thế nào? Đáy nó nhớt phải không? Ao đất mà đáy nhớt. Đấy, ao đất mà đáy nhớt. Tất nhiên đáy nhớt thì nước nó cũng nhớt. Đấy, cho nên điều đầu tiên nhất là bạn phải mua cái detoxin gì đánh giùm anh Huy cái, đánh chừng 5 lít cho 1.000 đi. Đấy, sau đó mua cái Epizin, Epizin BBT ha. Pha với lại 5 kg đường thôi, đánh vào lúc 5 giờ chiều. À, đánh một đêm là ngày hôm sau các bạn xuống coi cái đáy nó khác liền. Đấy, sản phẩm này nó cao cấp lắm. Epizin BBT. Chạy quạt mà nước nó đục là chắc này ảo đất quá. Nếu mà ảo đất thì đánh cái lắng tụ ấy, trộn với cát xây dựng đánh xuống. Anh rải trước đầu quạt á là nó chạy chừng 45 phút là nó lắng xuống à. Công trình rồi, cảm ơn bạn, chúc bạn thành công nha. Rồi, lóc cho bạn cho rồi. Miễn bàn coi kênh. Ý yên nó không chịu coi. Rồi, chúc cho bạn Trung Giang thành công nha. Hay lắm. Chào anh Huy, sao không kết bạn với anh được mà không chấp nhận? Không phải Huy cho chắc đầy bạn là sao? Huy nhắn lại giờ là bạn nhắn lại giùm cho Huy cái đi nha. Nhắn lại đi. Đấy. Chính công. Ok, chào bạn Trần Na. Giống bán ít có bán không anh Huy? Bao nhiêu cũng bán, 80.000 mà bán chứ. Bao nhiêu cũng bán. Có một cái đợt Huy ship ra ngoài Bắc ấy, các bạn, ở Hải Phòng á, có 6.000 con bốt thôi vẫn ship ra mà. Đấy, và chị đó vụ đó lời được khoảng lời được 40-50 triệu gì đó. Mừng quá rồi. Anh Huy phèn xanh tạc có chết hào chỉ không anh? Chết chứ. Nhưng mà nó còn trứng nó mới chết, chứ còn mà đang có tôm mà bạn đánh xuống một phát là tiêu tôm đó nha. Rồi, bạn muốn nhận sách thì hãy nhắn tin Zalo đi, số điện thoại và địa chỉ của mình nha. 7 ngày mà mưa suốt thì ui giời, sụp tảo trong veo, mua màu giả đánh lên liền đi. Mua màu giả đem đánh liền chứ không trong nước là tiêu ấy. Rồi, cảm ơn bạn Trần Hải Thanh. Nó bị hở đầu và có rớt thịt nguyên nhân sao anh? Nó bị hở đầu à? Cái mang nó phồng lên hay sao? Thôi bây giờ nó tóm lại là bạn Vinh cái ngày mai chụp hình con tôm của bạn gửi cho Huy xem, đo sẵn đo pH với kìm gửi cho Huy luôn đi. Gửi Zalo nha, 0913753035 nha. Đấy. Đây là bạn Trang trên này nè. Đó. Thì rất nhiều trường hợp này nè, từ 26 ngày cho đến 40 ngày là cứ đang ăn thì tự nhiên cứ nghỉ ăn luôn. Ha. Thì nãy Huy nói rồi, vấn đề là độc tố trong gan, nó có độc tố trong gan. Cho nên bạn đầu tiên nhất là làm vệ sinh môi trường cho nó sạch đi ha. Rồi sau đó là đánh cho Huy 2 chai hơi cua. Đấy, 1.000 mấy khối nước, và ngày hôm sau bắt đầu trộn hơi cua cho nó ăn, trộn ít thôi. Cái lượng thức ăn nó ăn không nhiều đâu, cho nên vẫn cứ trộn, trộn khoảng 100ml trên ký thức ăn gì đó, cho nó ăn khoảng 4 ngày là tôm nó có gan ruột lại bình thường à. Ngộ lắm. Sử dụng vôi nóng là khi nào mà pH nó tụt thì mình dùng. Đấy, kìm nó bị tuột thì mình phải dùng hệ điểm là vôi kết hợp với khoáng và alkaline đánh thì nó mới tăng kìm nha. Mình diệt khuẩn mà cứ 2 ngày cắt gì đó, cắt tê ra, mình không hiểu cái câu hỏi của bạn bạn Thuận nha. Bữa được anh Huy tặng hơi cua mà em không có nhắn tin cho anh Huy nên không được tặng uổng quá. Ở sao vậy? Hãy nhắn tin đi chứ, nhắn lại đi. Kìm hơi cứng nước à, đánh Eleta đi bạn. Đến ngày 9 tháng 6 mình chuyển tiền trước rồi sau đó nhận tôm giống được không anh Huy? Căng gì ta? Rồi tới ngày đó bạn cứ nhắn tin cho Huy đi nha. Huy hướng dẫn cho cách làm. Tôm ăn yếu và chậm ăn thì phải kiểm tra là cái gan tôm lại bạn, như bạn Trịnh nha, bạn Trịnh Hữu Tài nha.
gan tôm nó yếu là không bao giờ nó ăn lại được, đường ruột nó teo, đường ruột nó mỏng lại là không được, phải nong to đường ruột ra, phải làm cho cái lipid trong gan con tôm nó tăng lên thì nó mới ăn mạnh lại được. Năng pH là lấy vôi đánh, đá vôi nóng ngâm lại nhau đánh là lên gì đâu. Còn phi hổ tôm em bố 34 ngày có chấm đen li ti toàn thân có sao không anh? Nó bị nói chung là nó không có mướt con tôm á. À, con tôm này nó không mướt, gan nó cũng không có mướt, nó không tốt, nó không mạnh, cho nên nó cứ hai chấm đen li ti trên người đó, nó sằng sằng vậy. À, cho nên bạn phải tăng cái lipid gan lên, gia tăng cái lipid gan lên, gia tăng cái dinh dưỡng cho con tôm lên. Đấy, bổ sung cái vanagen này, bổ sung cái men tiêu hóa, men đường ruột cho nó kỹ vô. Đặc biệt là cái hớt cua ấy. Có chứ, ở nhóm nào anh cũng có trong đó hết. Không có gì đâu mà chán, mình cứ nuôi thôi. Đó, mình nuôi, ví dụ như mình nuôi ở mật độ cao, mình nuôi thức ăn là loại thường thường thôi, loại chừng cái 24.000 đổ lại thôi. Đấy, có gì đâu mà lỗ, nhưng không lỗ. Vẫn có người mua mà, nhà máy người ta vẫn sản xuất, vẫn chế biến, vẫn xuất khẩu bình thường mà. Nha. Nghe anh Huy quảng cáo hay quá, mua xài thử liền, thì mua đi. Yeah. Anh Huy tận tình, ok rồi, cảm ơn bạn Thúy. Đấy, những người tuyệt vời như thế chứ. Quang Phong Lê, xin chào anh Huy và cảm ơn anh em, rồi cảm ơn bạn. Tôm 70 ngày 65 con, ao đất 1.500 tốc độ ăn. Thế có ổn không? 70 ngày 65 con ngon rồi, tốt rồi các bạn. Ao đất mà vậy là tuyệt rồi nha, từ từ. Hơi chậm một chút nhưng mà vậy được. Đại lý Quý Phương Hải Phòng, rồi cảm ơn bạn. Ê cho em năng pH. Anh Huy ơi, pH 40 ngày, 1 ngày rồi mà pH tụt còn 77. Năng lên, lấy vô đá vô nóng ra, vũ ra đánh cái chút tăng lên liền mà. Rồi cảm ơn bạn Hưng, Huynh. Cảm ơn Minh Dương. Cho em hỏi cách xử lý ao đất trước khi thả tôm. Bây giờ ao đất phải không? Bơm nước ra, sên bùn hết ra cho nó xong hết. Trước đây các anh chị hay có thói quen là đem rải bồi vôi xuống dưới đáy ao phải không? Thì không cần rải chi hết á, khỏi. Đấy, bơm nước ra ngoài, xong rồi á, sên bùn hết ra ngoài, xong rồi lấy nước vô xíp khoảng một tấc nè, xong rồi rải cho Huy, chừng gói hai gói cái hành bio này, cái vi sinh hạt này, rải nó xuống dưới hồ á, rải đều khắp xuống hồ, rồi cho nó vùi hết xuống dưới bùn với khe đồ đó. Rồi để nó phân hủy cái đáy cho nó đỡ dơ. Đấy. Rồi chừng 2 ngày sau các anh chị đánh cho Huy một chai hơ thai, tạt khắp hồ hết, tạt cái đi để cho nó giải quyết hết những cái đồ dơ dáy trong ao hết. Rồi xin phong cái nước này bỏ ra ngoài. Rồi và bắt đầu cấp nước mới vào. Nhớ cấp nước từ cái ao nước trữ qua. Đấy, bằng cách là bơm qua cái ao trữ nước đó, bơm qua cái túi lọc, bơm cấp tốc trong vòng một ngày phải cho nó đầy. Và sau đó là ngày hôm sau trưa 12 giờ trưa đánh cho Huy 1.000 mấy khối BKC 3 lít cộng axit acetic 2 lít nữa cho 1.000 mấy khối nước. Đấy, vậy thôi. Tối đó các anh chị muốn đánh clo thì đánh thêm cho Huy 5kg cho 1.000 là xong. Không còn chim chép, không có hầu chỉ, không còn vi khuẩn, virus nào còn sống ở trong này hết. Đảm bảo. Đấy, cho các anh chị đi kiểm tra cũng không có một con. Đấy, vừa nhẹ tiền mà vừa hiệu quả nữa, phục hồi được cái đáy ao nữa. Rồi, cảm ơn anh chị Quý Phương. Chào bạn Nguyễn Văn Thái. Chào bạn Tiến Huỳnh. Tối nay cho em trúng 50.000 con giống nha anh, nuôi cho thành công để thất hoài buồn quá. Bạn Tiến Huỳnh liên hệ với anh Huy qua Zalo đi, tặng cho bạn 50.000, cần gì phải lên đây nha. Để xem bạn ra làm sao ha. Rồi, nhắn tin cho anh Huy đi. Chào bạn, cho tôi cho hội kiểm bao nhiêu là tốt? Cho hội kiểm là gì nhỉ? Quý không hiểu bạn Đài Lê hỏi gì. Kim bao nhiêu là tốt? Kim là phải trên 120 anh. Nó nằm ở 120 đến 150 là ok. Ha. Còn nó trên 150, nó 160, 170 là nước hơi cứng. Đánh Edeta cho nó mềm nước xíu. Ao đất bạc bờ em thả 400 thiên. 1.000 ao 1.600,
53.100 con. Mới có 53.100 con mà, từ từ chứ, có gì đâu mà phải nôn với ta, tôm còn non mà. Từ từ đi em, nuôi nữa đi. Nguyễn Chí Phương. Huy không có thấy hiện cái tên anh lên anh Phương ơi. Anh chụp cái màn hình nữa gửi lại cho em cái anh Phương. Diệt khuẩn xong nên dùng men cắt tảo hay men đáy vậy anh Huy? Diệt khuẩn xong thì men men nào cũng được, thấy không? Men nào cũng được, không có sao hết đó. Men đáy thì nó hơi mắc tiền hơn chút thôi, dùng men đáy đi. Ui, nhắn dữ. Anh chỉ cho cắt tảo. Hồi nãy Huy nói rồi, trưa mai các anh chị dùng cho Huy cái drop 635 khoảng 500ml cho 1000 khối nước, và bắt đầu là 5 giờ chiều đánh cho Huy khoảng 10kg đường kèm với lại hai gói vi sinh Acelobac hoặc là một gói top clean cho 1000 khối nước. Đấy. Rồi ngày hôm sau đánh cho Huy 5 lít detoxin là xong. Úi dồi, câu hỏi khiếp này trả lời chắc tiếng hồ nữa chưa hết, kinh khủng. Quá dữ luôn. Bắp với cờ lo thứ nào đánh tốt hơn? Ủa khác nhau mà. Bắp là BAC để nó lắng tụ, ha. Còn cờ lo là nó diệt khuẩn mà. Phải dùng bắp, phải dùng thuốc tím rồi mới tới cờ lo. Đấy là cái việc cái quy trình xử lý nước nhanh đấy, nó hiệu quả, nước nó trong veo. Mai Xuân Thiều 200k. Hồi qua năm 8:55 mà không trúng, tại vì nó đủ số người rồi, nhiều hơn nữa em đâu có tặng được ha. Không sao đâu, cứ nhắn tin lại cho Huy cái tin nhắn ngày hôm qua đi. Diệt khuẩn xong cho nên dùng men cắt tảo hay men đáy? Nãy hỏi rồi sao hỏi hoài vậy bạn nhờ? Hỏi mà cứ hỏi lúa xua ta lóc luôn bây giờ nghe. Hỏi một lần anh Huy đã đọc được rồi mà cứ hỏi gì mà cả làng cả xóm. Ở Quảng Nam cho em vào nhóm rồi, sáng mai nha, cho em vào nhóm đi. Hà nhắn tin Zalo đi, anh Huy cho em vào nhóm nha. Em mua 2 chai hơ cua với giá là 600k, tặng thêm 1 chai có đúng không anh? Ờ, hết chương trình rồi đấy, mà em mua về là rẻ rồi đấy ha, chứ thực sự là giá bây giờ không có còn giá khuyến mại, giá hỗ trợ trước đây nữa đâu. Em mua về là rẻ rồi đấy. Cái thằng này lóc cho nó khỏi coi luôn rồi, ngước mắt quá, mất lịch sự quá, nhắn gì mình liên tục như thế này à. Chú lóc kênh của Lê Hướng rồi đây nha, con không có được xem nữa đâu đấy, con mất lịch sự quá. Tôn trọng mọi người trong này chứ, nhắn một hai lần, hai lần, ba lần thôi, con nhắn gì mà mười mấy lần. Drop khuyến mãi giá bao nhiêu vậy anh, cho em giá chính xác. Drop hiện nay đang khuyến mãi, đang có chương trình hỗ trợ, giá nó là giá bao nhiêu nhỉ? Giá của nó là 200.000 đó bạn, 200.000 á. Tranh thủ mua vái thùng đi để dành. Thực sự cái sản phẩm này chỉ làm đúng một lần đợt này thôi. Huy không hiểu tại sao các anh chị không chịu giữ cái sản phẩm này trong nhà. Ít nhất trong nhà các anh chị phải có một thùng này cho Huy. Mai mốt còn có cơ hội mà dùng mua lại rất là mắc tiền. Đấy, chỉ có cái đợt này mới có cái giá này thôi nha. Đấy, đến ngày 31 tháng 5 là hết rồi. Giá bây giờ là 200.000 một chai, không bao giờ có lại lần nữa từ bây giờ đến cuối năm. Đấy. Huy nhắc lại một lửa, tất cả những sản phẩm trên màn hình nãy giờ Huy nói đây là không có cái giá này nữa vào bây giờ đến cuối năm. Tùy các anh chị nhận xét thôi, không mua thì bây giờ đến cuối năm mua mắc rồi đừng có la làng nha. Đấy, Huy nói trước rồi, mà không có cái sản phẩm nào mà tốt như drop 635 đâu. Đấy, Huy nói thật đấy. Hôm qua rồi này hỏi đây, mấy bữa tôm em rất nhạy với ánh sáng, bơi hay bơi theo ánh đèn và bún khỏi mặt nước là sao vậy anh Huy? Thì tùy cái đàn tôm nó rộ thôi. Đấy, nó rộ thôi chứ không có sao đâu bạn. Bọt trắng, nó nhớt quá, nó bọt trắng thôi, nó giống như xà phòng thôi các bạn. Các bạn để ý à, bạn quậy miếng xà phòng cái bọt lên tùm không? Đấy, nó nhớt nước ấy,
Đấy, sức căng bề mặt nước kém. Đấy, nó hỏi nữa. Lock cơn rồi mà sao nó còn hỏi được ta? Lock rồi mà. Rồi, Mai Tuấn Giá. Ca Phú hả? Nhắn tin là nào ra? Nhắn lại cho anh một lần nữa đi, thật sự anh không có nhận nha. Để tôi xin một can, nghĩa là triệu mấy đó Huy không nhớ, đâu. Can 20 lít à. Để Huy xem coi nè. Để tôi xin một can 20 lít, nó là 1.070.000 giá lẻ. Diệt khuẩn buổi chiều nha bạn nha, 5 giờ chiều. Cho em xin quy trình sử dụng thuốc của vết. Rồi bạn Thanh Tăng hãy kết bạn Zalo với Huy đi, Huy gửi cho quy trình. Nha. Tôm 20 ngày nước đục, tôm nhỏ đánh lắng tụ có ảnh hưởng gì không? Tôm không ăn. Không, từ từ đi em, 30 ngày thì đánh. Tôm còn nhỏ đừng nên đánh. Phù Mỹ Bình Định nè. Đấy, Phù Mỹ Bình Định xài thuốc OBS mà không có máy test nước. Rồi, để Huy nói làm việc với lại nhân viên. Chẳng thiệt nha. Cả cái Bình Định rộng mênh mông có một thằng amateur làm. Ngày mai Huy sẽ làm việc với lại cái quản lý ở ngoài Bình Định gấp. Bộ đo thì bạn lên mạng nhiều lắm bạn ơi ha, hoặc là nhờ nhân viên mua giùm cho được được ha, nhưng mà ao lót lưới là phải kỹ nha, chứ không nó lắng rồi nó bít dưới đó nha, phải đánh cái loại cho nó tốt, mua cái loại CCF 5000, cái loại nào mà đánh xuống nó tự nó phân hủy luôn thì được. Rồi bạn Đượm Lê muốn chỉ cho quy trình trống ruột thì nhắn tin Zalo đi, người gửi quy trình cho, gửi liền cho chút, gửi liền cho. Đấy, bị đục thì đánh siêu lắng đi bạn nha. Rồi bạn Lâm, bạn Phong cứ nghiên cứu ha. Ở Trần Đề thì nhắn tin cho Huy đi, Huy gọi số điện thoại ở Trần Đề cho bạn nha. Ở Bạc Liêu thì ở đường ra nhà mát, đường Cao Văn Lầu có chi nhánh của OBS. Nếu nó không ăn nữa thì nhắn tin cho Huy đi, Huy gọi cho cách làm. Gan tốt thì có hơi cua, có inoli. Khiếp, thu gì mà 14 tấn, cái hồ gì mà dữ vậy? Bạn Đỗ Đức, Đỗ gì? Lê Đức Thổ hay Lê Đức Thơ gì đây? Hello và anh Huy và cả nhà, suốt vụ rồi mình dùng 100% hơi cua và biogon. Tôm phát triển rất là tốt, thu được 14 tấn, lãi 400 triệu. Hơ cua vô cùng tuyệt vời, hay quá, cảm ơn bạn. Khiếp, chắc cái hồ này lớn dữ lắm à. Nhất đáy mà có rong nữa thì cắt cái rong đáy đi, và đồng thời đánh cái vi sinh FBZIM BBT nha. Ngày mai anh Sơn bắt tôm, chụp tôm gửi cho em coi đi. Là một, cái thứ hai nữa là kiểm tra pH kìm gửi cho em xem. Rồi, cảm ơn bạn Trần Chiến. 8 ngày nước trà nhưng hơi trong tôm. Kéo rồi mẹ biết. Ngày mai chụp tôm gửi cho em coi cho bạn Thơm nha. Không nhận được thì nhắn tin lại nha bạn nha. Trần Chiến còn nhớ em không? Không nhớ. Nhiều quá không nhớ. Bạn Lê Nhàn đẹp trai quá cho nên không nhớ. Đấy. Anh Huy âm thả 400 con giống giờ khoảng 6. $450.000 mà nó bao nhiêu ngày rồi? Đấy. Tôm bao nhiêu ngày rồi? Cũng không nói làm sao Huy biết được.
Bill Galactic Plus nó chưa có chương trình khuyến mãi nha bạn nha. Nước trong quá thì lấy cái màu giả đánh xuống đi em. Dùng cái detoxing rửa nước đi là nước sạch liền à. Sáng ngày mai bạn đánh cái nước sạch bóng à. Nhá sạch luôn. Anh ơi sản phẩm OBS tuyệt vời bà con ơi, em đã xài qua rồi rất tốt rồi, cảm ơn bạn Thạch nha. Tôm bao nhiêu ngày mình mới diệt khuẩn? 14 15 ngày là bạn diệt được rồi. Nếu mà nó tệ quá thì 10 ngày bạn diệt được. Hôm bữa trước của Huy là 7 ngày Huy đã diệt rồi, tại vì khu vực của Huy bị kiểm tra vi khuẩn nó kinh khủng cho nên diệt luôn. Xử lý ao sẵn sàng thì bạn đánh cho nó mạnh tay một chút rồi mình lấy thôi, đánh bơm qua túi lọc xong rồi đó là bạn đánh cái APK khoảng 5 lít cho ngàn mấy khối nước là lấy vô nuôi thôi, 3 ngày sau là lấy vô nuôi thôi. Có những đàn tôm nó thích đeo đèn vậy đó bạn. Đúng rồi, hơi thay diệt ký sinh trùng được. Trời nắng quá có thuốc giải nhiệt không anh? Đánh beta glucanxe. Làm gì mà bữa nay anh Huy trả lời gấp vậy? Nhiều quá, 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Ôi ơi. Với lại hôm anh qua anh Huy ngủ không được. Sáng dậy nó hơi dậy sớm, 4 giờ sáng dậy rồi. Nuôi thâm canh nè. Thật sự mà nuôi thâm canh thì Huy không biết hướng dẫn sao chứ. Tại vì quen xử lý nước, xử lý công nghiệp rồi mà chuyển qua quảng canh thì nó tốn tiền của các bạn. Rồi, cảm ơn bạn nha. Trị nấm chân chó thì đánh cái Bronobol nha, mua Bronobol OBS có đấy. Tôm 25 ngày à. 25 ngày bạn nói nãy là thả 450.000 con bốt phải không cơ ta? 450.000. 450.000. 450.000 con bốt. Chờ một chút xíu nha. Bốn trăm năm mươi nghìn con bốt 25 ngày. Thì bây giờ nó phải ăn cỡ một cử, nó phải là một cử 15 nhân 4.5. Khoảng cỡ một cử ha, một cử khoảng 60 mấy ký á nha. Một cử khoảng 60 mấy ký thức ăn. Bạn cứ dựa vào cái bảng thức ăn á của các công ty á là bạn canh vào đó là bạn biết à. Nhắn tin Zalo cho Huy đi, Huy gửi cho các bạn cái bảng đó nha. Rồi, cảm ơn em nha, chân rất là tuyệt vời. 17 ngày giống OBS, ăn vó mạnh. Rồi, cảm ơn em. Chú ơi, con ở Trà Vinh mà không có lọ thuốc như chú nói, đánh nước sạch nhá, con có thể thay thế thuốc khác được không chú? Ở Trà Vinh là con ở đâu? Nhắn tin Zalo cho chú đi, sao không có? Trà Vinh đầy, Trà Vinh chú có tới chục đứa nhân viên dưới đó mà sao con nói không có là thế nào? 15 ngày công thân đột cơ thì gia tăng cái magie lên bạn, đánh khoáng đặc biệt là vôi kết hợp với lại nước vôi kết hợp với lại magie mix 200 đấy, kết hợp với lại mix 200 và kèm với alkali lên ngay. Hết rồi. Thôi giờ chơi tao không trả lời nữa nghe. Đừng hỏi nữa, bị đuối rồi đó. Rồi bây giờ chơi nè. Màu giả mua ở đâu à? Ra tiệm thuốc, cái tiệm thuốc thú y nào cũng có hết đó nghe.
mặt đường Campuchia được không? Được chứ, mặt nào cũng được. Diệt khuẩn thì sớm thì 12 tiếng mà chậm nhất là 24 tiếng là cái vi sinh được. Kìm 143 là ok nha. Rồi bây giờ chơi, quy tặng cho các anh chị 50 gói này nha. Đấy, 50 gói, mỗi người được 2 gói, được không? Hôm nay sẽ có 25 anh chị em trúng. Chờ lô tô tiếp. Rồi, Huy sẽ bóc ra 2 cái số. Được không? 2 cái số. Rồi, số đầu tiên. Rồi, số thứ hai. Rồi, các anh chị comment đi. Hai số nha. Nhanh nhanh. Huy chọn đúng 25 bạn là xong. Tất cả con số của chúng ta là có hai chữ số hết nha. Tất cả con số của chúng ta là có hai chữ số hết. Poker link 2 gói ghi vô đây. Đấy. Keep nhanh. Nhắn nhiều thế mà vẫn chưa ai trúng, hay thiệt chứ. Hàng số này đọc thiệt. Keep. Con số bắt đầu từ con số 2. Vậy cho dễ. Bắt đầu từ con số 2. Và một con số bắt đầu từ con số 8. Được chưa? Số 2 và số 8. Được một bạn trúng rồi đấy. Rồi nhanh đi các bạn nha, chúng ta còn 2 phút thôi. 2 phút và chọn 2 phút nha. Còn 2 phút thôi. Còn 2 phút thôi. Rồi 30 giây rồi, nhanh lên các bạn ơi. Tối nay có 25 bạn ha. 25 bạn. Rồi, 1 phút rồi các bạn nha. Khóa giữ 70 ngày 40 con, khóa giữ. 40 con giá 115.000. Quá tốt. Xài thức ăn thường thôi,
xài thức ăn chừng cỡ 24 ngàn ký, mua tiền mặt. Huy đang có một loại thức ăn khoảng cỡ 22 ngàn ký các bạn nha, 22 ngàn ký. Anh chị nào muốn mua liên hệ với Huy, độ đạm khoảng 38 đạm thôi. Rồi hết 2 phút rồi nha. Rồi ok, chấm dứt, stop. Rồi bây giờ kiểm thôi. Và kiểm và chụp hình. Kiểm và chụp hình thôi. Hai số của chúng ta là 20 và 88 ha. Ai nào nằm trong hai số này người đó trúng. Huy sẽ chụp hình. Chấm dứt vào lúc 9:01 nha. 9:01, ai quá là sẽ không có tính trong cái trường hợp tiếp theo. Đấy, nhưng mà nó ha. 9:01. Rồi, số 20 này. Bạn Ngọc Gaming nè. Gần cho nó thấy cho rõ. Ngọc Gaming này. Bạn Lộc Hồ này. Lộc Hồ này hay quá ta. Trúng miết à, hay dữ à. Di Trần cũng trúng nữa nha. Vui quá, chơi mấy món này vui quá. Hai mươi, 88, anh Mỹ chơi nhắn hai số một lượt luôn thôi, ok tặng. Nhưng mà lần sau không nhắn kiểu này nha, nhắn một số thôi. Ai chơi nhắn hai số là phạm quy ấy. Phan Trung, người nào mà Huy đọc tên đó là các bạn hãy nhắn tin vào Zalo của Huy liền đây nha, số điện thoại và địa chỉ mình ở đâu nha. Nguyễn Nhân, mỗi các anh chị chỉ trúng một lần thôi, cho nên đừng có nói là mình hai lần nha, trúng có một lần thôi. Nhung Trần, chơi Kim Thục, Hoàng Sắm, Di Nguyễn. Ồ, mà Di Nguyễn quá, mà 9:02 rồi. Không được ha, Duy Nguyễn bỏ nha. Duy Nguyễn đã 9:02 rồi. Rồi, hết rồi. Cho nó công bằng chứ không là mọi người nói mình ăn gian là chết đấy. Bị kiện á. Rồi, Duy Nguyễn không được. Rồi kết thúc các bạn nha.
Huy sẽ đọc một số bạn nè, số bạn trúng nè, các bạn gửi cho Huy nha. Bạn Tiên Hà này, này Tiên Hà này, không biết nhìn rõ không, không rõ đâu. Tiên Hà này, Lê Lê này, Ngọc Gaming nè, Lộc Hồ nè, Trần Duy Thuận nè, Mỹ nè, My Mỹ nè, Trung Phan, Nguyễn Nhơn, Nhung Trần, Kim Thục, Hoàng Sắm. Hết rồi. Chúng ta tối nay có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 thôi. Được chưa? Rồi, các anh chị còn lại mong muốn được mua cái sản phẩm này với cái giá 200.000 thì hãy nhắn tin cho Huy trực tiếp. À, chỉ duy nhất tối ngày hôm nay có tin nhắn thì được mua, không có tin nhắn là không được mua ha. Gói này là 500 gram ha. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.